Chó bắt cướp. Sao cả buổi hát của tôi chỉ được có bằng này thôi ư? Lúc đầu ông đã nói sẽ trả tôi gấp đôi kia mà. Cô nghĩ cô là ngôi sao chắc? Tôi trả thế này là nhiều lắm rồi đấy. Đây người hát lót như cô đến đây xin hát với giá rẻ hơn nữa kia kìa. Cô không nhận thì thôi, lần sau tôi gọi người khác. Nghệ ca sĩ đúng thật là bạc bẽo. Ai bảo chỉ việc cất giọng mà hát rồi nhận cát xê là dễ dàng cơ chứ. Ôi, cướp, cướp, có người giật túi xách của tôi, cướp. Nó hoàng đáng chết kìa, không phải tôi cút đi ngay, không thì tôi sẽ tàn ra tay tàn độc. Mày làm gì thế hả, đồ chó hoang? Cái tên này trộm cắp ở khu này nhiều rồi, cuối cùng hôm nay ngươi cũng bị tóm. Giờ thì lên đồn cảnh sát mà bóc lịch nha. Đây là túi sách của cô này. Ôi, may quá, tất cả giấy tờ của cháu đều ở trong túi cả. Nếu mất hết thì đúng là cháu chẳng biết làm thế nào. Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Cô đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ giúp mọi người đưa tên cướp đến đồn cảnh sát thôi. Tất cả là nhờ chú chó hoang này đấy, chính nó đã hạ gục tên cướp. Thôi, cảm ơn My nhiều nha. Vậy là tên cướp bị dẫn lên đồn cảnh sát, và chắc chắn là hắn ta sẽ nhận được một hình phạt thích đáng. Đám đông dần giải tán, Linda lại một mình đi về trên con đường quen thuộc. Nhưng trong cô vẫn dấy lên một cảm giác bất an. Lẫn trong tiếng gió rít qua những con hẻm tối là tiếng bước chân ngập ngừng vọng lại. Dường như có ai đó đang theo dõi cô. Thấy lạnh cả sống lưng, hình như có ai đó đi theo mình thì phải. Chết rồi, có khi nào đồng bọn của tên cướp đi theo để trả thù mình không? Ở đây ngõ vắng thế này, nếu hắn manh động thì mình làm sao mà thoát nổi chứ? Chìa khóa đâu rồi ta? My, là My sao? Ôi, My làm ta sợ phát khiếp à. Ủa, tay My chảy máu nhiều quá. Không phải vì giúp ta lấy lại cái túi mà My bị thương đấy chứ. Vào nhà để ta rửa vết thương cho nha. Nhìn bụng My lép kẹp, chắc My đói lắm rồi. Ta thì chỉ có bộ bánh mì khô này làm bữa tối thôi. My ăn tạm nha. My chẳng có chỗ nào để đi ư? Nếu không chê ta là một ca sĩ nghèo khó thì hãy ở lại với ta nha. Ngoan lắm. Từ giờ ta sẽ gọi My là Rocky. Chúng ta sẽ sống cùng nhau như hai người bạn tốt nha. Từ đó chú chó hoang có tên là Rocky và bắt đầu một cuộc sống mới trong căn nhà trọ nhỏ cùng cô ca sĩ trẻ Linda. Rocky hạnh phúc khi có một mái nhà ấm áp, còn Linda thì vui vẻ hơn khi có một người bạn bốn chân chia sẻ cuộc sống cùng mình. Rocky, ta đã về rồi đây. Được rồi mà, để ta thở đã chứ. Rocky, chỉ có mấy mẩu bánh mì khô mà trông ngươi ăn ngon lành chưa kìa. Ta hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa để My được ăn ngon hơn, chứ không phải ăn bánh mì nữa nha. Ngày nào My cũng theo ta đi hát thế này, My có chán không? Ở quán cà phê, ai cũng tò mò về My. Ta bảo rằng My là vệ sĩ riêng của ta đấy. Rocky, My là vệ sĩ tốt nhất trên đời. 10 năm sau. Đúng là ca sĩ Linda nổi tiếng có khác. Lần nào cô ấy tổ chức live show cũng đều cháy vé. Không biết tới lượt tôi còn chỗ đẹp nữa không đây. Tuyệt vời quá Linda, chỉ là số 1. Tuyệt vời quá Linda, chỉ là số 1. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm yêu mến cho Linda, giúp cho buổi biểu diễn hôm nay thành công rực rỡ. Chỉ có duy nhất một điều chưa bao giờ thay đổi trong cuộc sống của Linda, đó là chú chó Rocky vẫn bên cạnh và chờ đợi cô mỗi ngày. Nhưng Linda giờ đây lại quá bận rộn, cô không còn có thời gian để vui đùa cùng chú chó như xưa. Nào nào, Rocky, đây không phải là lúc chơi đùa. Ta đang rất mệt. Cả ngày hôm nay ta phải chụp hình quảng cáo cho hãng nước ngọt nè.
đến tối lại hát liền tù tì 8 bài nữa chứ. Ta gần kiệt sức rồi. Rocky, ta đã mua rất nhiều pate và xúc xích, mà sao ngươi không chịu ăn chứ? Lại cứ ăn mấy mẩu bánh mì khô khốc ấy như vậy. Ngươi phải tận hưởng cuộc sống đi chứ. Rocky, mày không cần theo ta đi hát nữa đâu. Ta có xe riêng đưa đón rồi. Mày cứ vào nhà đi nha. Những người giúp việc sẽ chăm sóc cho mày thật cẩn thận. Chị Linda, chị có điện thoại nè. Ai gọi vậy? Là điện thoại từ nhà của chị ạ. Họ nói cần gặp chị gấp. Chuyện gì vậy? Rocky, Rocky làm sao? Hãy mang nó tới bệnh viện thú y ngay. Tôi sẽ đến đó. Ô, bác sĩ Linda kìa. Ôi, chị ấy xinh quá à. Cô ấy đến đây làm gì chứ? Rocky, người không sao đấy chứ? Rocky, bác sĩ à, Rocky nhà tôi bị làm sao vậy? Bằng mọi giá, xin anh hãy cứu lấy Rocky nhà tôi. Linda, Rocky đã quá già rồi. Tuổi đời của một chú chó chỉ được đến như vậy thôi. Rocky không những là chú chó thông minh nhất, mà còn là người thân duy nhất của tôi nữa. Làm sao tôi có thể mất nó được? Tôi rất tiếc khi không thể giúp gì cho Rocky, nhưng chúng tôi có một phương án này, cô có thể cân nhắc. Xin anh cứ nói. Chúng tôi có thể giúp cô có được một chú chó giống y hệt Rocky bằng tế bào gốc của chính nó. Một chú chó giống y hệt Rocky à? Đúng vậy. Chúng tôi sẽ sao chép lại ADN của Rocky, nghĩa là ngoại hình và trí thông minh cũng sẽ y hệt. Chú chó ấy sẽ là Rocky thứ hai, thậm chí còn hoàn hảo hơn khi những gen xấu đều được loại bỏ. Được, các anh hãy tạo cho tôi một chú chó y hệt Rocky. Cho dù có tốn kém bao nhiêu tiền, tôi cũng đồng ý. Rocky đã ra đi như một điều tất yếu của số phận. Linda vô cùng đau buồn, nhưng chỉ một thời gian sau, khi người ta đã mang đến cho cô một chú chó khác, thì Linda đã nguôi ngoai và dần quên đi rằng Rocky thật sự đã mất. Bởi vì chú chó mới này chính là chú chó được nhân bản từ chính ADN của Rocky đã mất. Nói cách khác, đó chính là Rocky thứ hai. Ôi, tuyệt quá! Mì đúng là rất giống Rocky. Từ màu lông cho tới chiếc mũi, không khác một chút nào cả. Ta đã rất buồn khi Rocky ra đi, nhưng thật cảm ơn công nghệ đã mang Rocky trở lại bên cạnh ta, không để Mì phải ở nhà một mình nhiều như trước nữa. Nào, Rocky, bắt lấy quả bóng đi nào. Mì vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. Lần đầu gặp nhau, Mì đã từng hạ gục cả một tên cướp cơ đấy. Hồi ấy, Mì gầy nhom nhưng cực kỳ tinh. Chỉ cần một tiếng động nhỏ ngoài cửa thôi là Mì cũng vểnh tay lên đề phòng rồi. Nào, món bánh mì mà Mì yêu thích nhất nè, Rocky. Mì không ăn bánh mì khô này sao? Ngày xưa, Mì thích ăn món này nhất mà. Dù chú chó mới này rất giống Rocky như tạc, từ màu lông cho tới màu mắt, thậm chí là còn nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn cả Rocky, nhưng Linda vẫn luôn có một cảm giác xa lạ gợn lên trong lòng càng dần. Cảm giác ấy càng lớn dần lên, cho đến khi chú chó làm ngơ trước món bánh mì mà ngày xưa Rocky rất yêu thích. Linda đã hiểu được mọi chuyện. Nhìn bụng mì lép kẹp, chắc mì đói lắm rồi. Ta thì chỉ có mẩu bánh mì khô này làm bữa tối thôi. Mì ăn tạm nha. Rocky, chỉ có mấy mẩu bánh mì khô mà trông ngươi ăn ngon lành chưa kìa. Rocky, ta đã mua rất nhiều pate và xúc xích, mà sao ngươi không chịu ăn chứ? Lại cứ ăn mấy mẩu bánh mì khô khốc ấy như vậy. Ngươi phải tận hưởng cuộc sống đi chứ. Đôi tai lạnh lặng này. Không, không, mì không phải là Rocky. Rocky có một vết sẹo dài ở tay. Mì bị tên cướp chém khi lấy lại túi xách giúp cho ta, chứ không phải đôi tai lạnh lặng như thế này. Người ta có thể sao chép Rocky y hệt đến từ tế bào, nhưng ta quên mất rằng không ai có thể sao chép được linh hồn và ký ức của Rocky. Với nhiều người, Rocky chỉ là một chú chó hoang, nhưng đối với ta, Rocky là vô giá. Bởi chúng ta đã từng gặp nhau, cùng đối xử lẫn nhau.
không thể. Từ lúc ta chỉ là một cô ca sĩ hát lót, đến khi ta trở thành một ngôi sao có trong tay tất cả mọi thứ, ta vẫn nghĩ rằng một chú chó giống hệt Rookie sẽ khiến ta cảm thấy rằng Rookie vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh ta. Nhưng ta đã sai rồi. Rookie là duy nhất. Phần kỷ niệm cũng như tình cảm của Rookie dành cho ta cũng là duy nhất, không ai thay thế được. Ta sẽ dần phải chấp nhận rằng Rookie đã mất. Rookie, cảm ơn mày đã cho ta những ký ức đẹp nhất trong suốt khoảng thời gian qua. Và lẽ ra ta nên biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc thì vẫn còn có thể đang theo. Giờ thì đã quá muộn rồi. Tạm biệt nha Rookie. Này anh bạn mới, mày không phải Rookie và ta cũng không có quyền bắt mày phải trở thành Rookie. Từ giờ ta sẽ gọi mày là Alex nha. Chúng ta sẽ sống cùng nhau như những người bạn tốt. Tấm ảnh chụp cuối cùng. Mọi thứ anh đã có, nhưng giờ đây chỉ thiếu mỗi mình em, Emily. Anh yêu em nhiều lắm. Anh ước gì mình có thể đi cùng em. Ai đây? Tôi thấy quen lắm. Hình như là Nathan phải không? Dạo này cậu ấy khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Để tôi lấy điện thoại ra kiểm tra. Không cần đâu, đúng là cậu ta rồi. Bạn gái cậu ấy vừa mất vì tai nạn giao thông. Ngày nào tôi cũng đọc những bài chia sẻ của cậu ấy. Bạn gái cậu ta có phải là Emily, một YouTuber nổi tiếng về ẩm thực? Đúng thế, sự ra đi của cô ấy quả là một mất mát. Cậu ta thật đáng thương. Hình như hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày yêu của cậu ấy và Emily. Ừ, tôi đọc bài cậu ấy chia sẻ thì bảo rằng dự định sẽ cầu hôn bạn gái tại đây. Ôi, đau lòng quá đi mất. Cậu ta đang suy sụp lắm, thương quá. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Thật quá thương xót cho câu chuyện tình đẹp nhưng gian dở của Nathan và bạn gái quá cố của anh ấy. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ để anh ấy cảm thấy ấm áp hơn. Ôi anh ơi, mạng xã hội liên tục lan truyền video của anh ở nhà hàng hôm qua kia kìa. Ừ, anh cũng đang xem đây. Trời ạ, biết thế thì hôm qua em cũng chẳng cần đến nhà hàng chụp ảnh hộ anh làm gì nhỉ? Phải, phải. Tốc độ lan truyền này còn cao hơn kế hoạch của anh và em đã bàn bạc. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà anh nổi tiếng đấy. Em thấy lượt theo dõi của anh đang tăng vượt bậc kia kìa. Khiếp thật. Cơ hội để anh nổi tiếng đã đến. Không ngờ cái chết của Emily lại có lợi cho anh đến vậy. Cô ta nên chết sớm hơn mới phải. Tôi đã xem qua bản thảo. Tôi nghĩ với sức hút hiện tại của anh Nathan đây, khi hồi ký này được xuất bản, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt. Điều đó là hiển nhiên, và rất nhiều nhà xuất bản đã liên hệ với tôi. Vấn đề bây giờ, phần trăm lợi nhuận mà tôi có được khi hợp tác với anh, tôi sẽ được gì? Anh yên tâm, anh Waldo đây là chỗ quen biết của em. Anh ấy rất có tầm nhìn. Chắc chắn chúng ta sẽ nhận được mức lợi nhuận xứng đáng. Anh ơi, khoảng 15 phút nữa, chương trình giao lưu ra mắt tác phẩm mới sẽ bắt đầu nhé. Cứ từ từ, không gì phải vội. Độc giả và cả các khách mời đã có mặt đông đủ, chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa. Em làm sao thế? Anh là người nổi tiếng kia mà. Họ đang cần anh, họ chờ đợi anh là điều hiển nhiên. Em cuống cuồng lên trông thật là mất giá. Vâng, em hiểu rồi. Còn chuyện của tụi mình thì sao anh? Chuyện gì cơ? Chuyện tình cảm của hai mình. Anh tính khi nào thì công khai? Em bị điên à? Giờ phút này mà đi hỏi chuyện ấy? Em không thấy anh đang phải vào vai người đàn ông si tình đau khổ vì người mình yêu đã mất hay sao? Ai
thế anh? Họ có vẻ đang có việc gấp nên nhắn tin liên tục cho anh kìa. Đó không phải chuyện của em. Từ lúc nào em lại xen vào chuyện riêng tư của anh vậy? Em mau ra ngoài sắp xếp mọi việc đi. Khoảng 30 phút nữa sẽ bắt đầu. Cái quái quỷ gì thế này? Tin nhắn của Emily gửi tới cho mình. Cô ấy chết rồi, sao có thể? Anh đang làm gì? Em nhớ anh. Cuối tuần anh có bận gì không? Cả ngày hôm nay em chỉ ăn một quả táo. Em vừa đặt hàng thuốc giảm cân. Hey, trời ạ à, chắc là lỗi hệ thống tin nhắn gửi từ những ngày trước đến hôm nay mới gửi đến. Là mình giật hết cả mình. Xóa ngay thôi. Nếu có cơ hội gặp lại Emily trước khi xảy ra tai nạn, anh sẽ làm gì? Tôi sẽ ôm cô ấy thật chặt, hôn cô ấy thật sâu. Và sau cùng tôi sẽ chết cùng cô ấy. Tôi khó mà vượt qua nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất. Trời ạ, thật sao? Anh ta sẽ chết cùng cô ấy ư? Anh đúng là một người đàn ông chung tình mà. Anh ấy đúng là mẫu người yêu lý tưởng, vừa đẹp trai vừa chung tình. Tại sao anh lại làm như thế? Tôi tin rằng Emily luôn muốn anh sống thật tốt, dù không có cô ấy bên cạnh. Nhưng giờ đây tôi không thể nào sống tốt được khi không có cô ấy. Nỗi đau của người ở lại là quá lớn. Tôi muốn sống mà trái tim tôi như đã chết. Nhưng thế thì có khác gì so với chết đâu chứ. Cái chết còn nhẹ nhàng hơn với tôi lúc này. Sao nick của Emily lại được táp vào những tấm hình mình chụp chung cùng Mã Béo? Cái quái quỷ gì thế này? Những tấm ảnh này chẳng phải mình đã để chế độ riêng tư với Mabel sao? Chẳng lẽ cô ấy thay đổi chế độ thành công khai? Nhưng còn việc Emily được táp tên vào những tấm hình này là thế nào? Chẳng lẽ... Anh đang làm gì? Em nhớ anh. Cuối tuần anh có bận gì không? Cả ngày hôm nay em chỉ ăn một quả táo. Em vừa đặt hàng thuốc giảm cân. Còn những tin nhắn lúc chiều, hình như mình đã đọc qua nó. Nó chính là những tin nhắn cũ mà Emily đã gửi cho mình khi cô ta còn sống. Một tin nhắn mới. Đóng băng ư? Đây chẳng phải là tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho mình trước khi gặp tai nạn. Mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Khi nào thì anh chia tay cô ta? Hay anh sẽ lấy cô ta và bỏ rơi em? Em bị điên à? Anh mà đi lấy cô ta, vừa xấu vừa béo lại vừa ngu. Chẳng qua anh đang lợi dụng tiền bạc của cô ta để tiến thân mà thôi. Vậy giờ cũng có chút tên tuổi rồi, đã đến lúc nói lời chia tay thôi. Anh sẽ tìm cách để vu khống cô ta cấm sừng anh. Lúc đấy anh có thể đường đường chính chính chia tay cô ta và đến với em. Lũ khốn kiếp, ra khỏi giường tôi ngay! Emily, em đừng hiểu lầm. Chính cô ta là người đã dụ dỗ anh. Anh uống say và không nhớ gì cả. Anh im đi. Tôi đứng ngoài cửa và nghe được tất cả mọi việc. Anh là đồ tôi. Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim chân thành. Nhưng anh lại toan tính lừa dối tôi như thế này là sao? Tôi sẽ công khai cho tất cả mọi người biết. Thế sao? Dù sao thì giờ tôi cũng không cần cô nữa. Đã tới nước này thì chúng ta lật bài ngửa với nhau đi. Tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Cô chỉ là một mụ đàn bà béo ú xấu xí. Anh, tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh. Tôi sẽ trả thù. Anh ngồi một mình có lạnh lắm không? Để em ngồi cùng anh nha. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.